Xong luôn, câu số 3 chưa? Rất là dễ nha. Câu số 4 tạo mục lục thôi. Được chưa? Tạo mục lục. Thì cái này rất là quan trọng này, bởi vì sau này ví dụ làm bài tập lớn thôi chẳng hạn mà phải làm trình bày ra Word ấy, thì thật ra là các em cũng phải làm một cái đúng không? Bao gồm đầy đủ mục lục, tài liệu tham khảo này kia. Đấy. Thì cái môn này cũng là một môn rất là quan trọng này đúng không? Kiểu cái Word này sau này mình sẽ ứng dụng rất là nhiều mà. Thì đấy. Thật ra các em sau này còn em thấy là còn phải là có cái chứng chỉ mốt để ra trường đúng không? Đúng rồi. Có thể sắp tới anh sẽ lên cả video ôn thi mốt nha. Anh chưa biết là anh có làm không? Nhưng chắc có thể. Nếu anh dạy cũng dễ à? Rồi đây. Thật ra anh dạy anh sẽ không dạy theo như các bên nào, tức là kiểu các bên dạy chi tiết các thứ, nhưng mà anh cứ mẹo thì anh dạy. Thì tại vì đôi lúc nó kiểu nhiều cái khó nhớ ấy, thì anh cứ chơi mẹo thôi. Rồi đấy, nói qua như vậy. Thì bây giờ là gì? Đến câu tạo mục lục. Thì đây. Tức là trước tiên ấy, trước tiên thì cái mục lục của mình để mà tạo được ấy thì mình sẽ phải có tiêu đề, đúng không? Mục lục sẽ là mục lục theo tiêu đề. Hồi xưa ấy, kiểu hồi cấp 3 ấy, anh ngây thơ lắm, vào một cái bài mà thầy dạy là tạo mục lục thì đấy, cho một cái mẫu đúng không? Cho một cái mẫu là có mục lục á, khi mà em mở một cái gì bất kỳ đúng không? Mở một cái bài nào bất kỳ hay một quyển sách nào đấy. Đấy thì nó sẽ có một cái mục lục. Thì anh bảo là ơ thì dễ. Tạo mục lục có gì đâu? Mình cứ ngồi gõ này, mục lục. Bây giờ anh làm như này. Mục lục xong anh ghi một rồi đây. Đấy. Xong anh điền xong ba chấm xong anh ghi số vào đấy. Đấy, xong rồi tiếp kiểu như vậy. Nhưng mà thế nó rất là thủ công đúng không? Và ấy, nếu mà sau này mà em nộp một cái bài đúng không? Các em mà nộp một cái bài kiểu ví dụ tiểu luận chẳng hạn, hay là một cái bài tập lớn chẳng hạn, mà các thầy cô thấy các em ghi mục lục thủ công nhà sẽ bị trừ điểm. Được không? Thì mục lục là kiểu nó phải là nó liên kết luôn đúng không? Sau này nó nhảy sang trang khác thì mục lục nó cũng sẽ nhảy sang trang khác, và ấn vào đây thì nó nhảy sang nội dung ý luôn cho mình. Ví dụ em muốn xem nội dung yêu cầu 2 này chẳng hạn, thì nó sẽ có yêu cầu 2 trên đây. Em cần ấn chuột vào yêu cầu 2 đấy, nó sẽ tự nhảy cho mình sang yêu cầu 2 thì mới là ok, đúng không? Chứ nó tự gõ tay này thì không được nhá, không được. Đấy, em suy nghĩ ngây thơ thôi, không được đâu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm kiểu gì? Thì nó có những yêu cầu cụ thể thì mình có thể làm rồi. Yêu cầu 1 là gì? Đặt tiêu đề, heading cho các mục theo bài 1, bài 2, bài 3 tương ứng, được chưa? Rồi, thì thật ra mình cũng chẳng cần đặt tiêu đề đâu. Em phải cần bôi từng cái đúng không? Đây là câu 1 nhá. Đây là bài 1 đúng không? Bài 1 hay câu 1 đi nhỉ? Câu 1 à? Rồi thôi câu 1 đi. Thì bây giờ rất đơn giản nhá. Em phải cần bôi đen giúp anh. Bôi đen giúp anh. Xong rồi chọn vào cái heading 1. Được chưa? Em nhìn thấy trên này không? Có chữ heading 1 không? Có. Chọn vào. Đấy. Đây là heading 1 nhá. Được chưa? Đây là heading 1. Đó. Ok. Ủa sao nó không liên kết với cái này vậy? Ok, không sao. Thì nên sẽ sửa. Bây giờ đến câu 2 này. Câu 2 thì em sẽ bấm vào, em cũng chọn heading 1 nốt. Ok chưa? Đấy. Thấy không? Khi mà nó đã vào cái này rồi, khi nó đã vào heading này rồi thì em thấy đúng không? Khi mình ấn cái nút này này. Đây là toàn bộ nội dung của câu 2, cho nên ấn cái nút này nó sẽ như nào? Đấy, mất hết luôn đúng không? Đây là cách mình kiểu che lại ấy. Ấn ra thì nó sẽ như này. Thấy không? Đấy, xong mình có thể, tức là như này rồi thì rất đơn giản thôi đúng không? Nếu em muốn kéo xuống câu 3 cho nhanh thì em chỉ cần cho cái này vào, kéo xuống là thành câu 3 luôn. Câu 3 đâu? Úi dồi ôi, nó cho câu 3 cả vào câu 2 à? Để nhá, từ từ. Rồi bây giờ em tự kéo tay xuống đi, kéo tay xuống ấn câu 3 giúp anh. Câu 3. Đâu rồi, xa xôi vậy. Câu 3 thì em lại chọn vào cái heading 1 giúp anh, được chưa? Câu 3 đâu rồi, xa thế. Trời ơi. Đây rồi. Đến câu 3 đúng không? Câu 3 em cũng sẽ chọn vào heading 1 giúp anh nhá. Được chưa? Đấy, nó sẽ hiểu tất cả nội dung ở dưới này là câu 3. Được không? Câu 3 đây rồi. Đấy. Xong đó đến câu đây. Câu 2 thì nó cũng sẽ che cho mình đúng không? Đấy, khi mà nó đã hiểu được mấy ý của mình rồi ấy thì ví dụ em bấm che câu 2 chẳng hạn đúng không? Em bấm cái nút này này để che câu 2 đi. Thì nó sẽ ra câu 3 ở dưới thôi, thấy không? Nó nhảy xuống câu 3 luôn. Được chưa? Đấy, như này, đây chính là cái mình đã hoàn thành cái bước đầu để làm mục lục, đúng không? Mình đã làm được cái bước đầu để làm mục lục rồi nhá. Chọn văn bản đấy, và mình sẽ chọn đúng không? Heading 1 là được. Ok, rồi nhá. Thì sau khi mà mình đã chọn được tất cả cái heading, được chưa? Sau khi em đã tự chọn được tất cả heading rồi đúng không? Câu 1, câu 2, câu 3 em đều chọn và chọn heading 1, ok chưa? Rồi ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ xong yêu cầu thứ nhất nhá. Đấy. Đặt tiêu đề heading cho các cái này. Xong.
Thật ra ở đây nó có cột đặt đúng không, nhưng mà mình có thể hiểu là mình có thể chọn luôn heading 1 đấy, hoặc em có thể đặt tên này khác đúng không. Như kiểu là em có thể chọn ở đây xong đặt tên heading đúng không, đây này, em có thể ấn vào đây xong chọn create này, create a style đúng không, em chọn được style 1 chẳng hạn đúng không, hoặc là gì boy đẹp trai xinh gái gì đấy đúng không, nó cũng có hết mà. Ok được hết nha, thoải mái, boy đẹp trai xinh gái như thế. Ok đấy, nó cũng sẽ ra một cái đúng không, em chọn ở đây chẳng hạn em muốn câu 1 là boy đẹp trai xinh gái chẳng hạn đúng không, đó thì đây là cách đặt nếu em muốn, được chưa. Nhưng mà cả ba cái đều phải theo nhá, ví dụ cái này là boy đẹp trai xinh gái thì hai kiểu cũng phải là boy đẹp trai xinh gái, được chưa. Đấy còn đây thì anh đang theo heading 1 đi cho nó đồng bộ được không. Đấy anh chỉ em cách đặt nếu em thích đặt tên cho nó đẳng cấp thôi, còn không thì bình thường em cứ để hết cả ba cái này đều heading 1, ok chưa. Xong sau đó đấy là xong yêu cầu thứ nhất nhá, xong yêu cầu thứ nhất được chưa. Ok em xong yêu cầu thứ nhất này chưa? Rồi ạ. Đến câu thứ hai là tạo mục lục, ok chưa, tạo mục lục cho toàn bộ văn bản. Ok xong thì đây, thường thì tạo mục lục người ta sẽ tạo ở trang đầu đúng không? Đúng ạ. Đấy, thường tạo mục lục người ta sẽ tạo ở trang đầu, cho nên sẽ cho cái này ở dưới đi, đi ở dưới đi, được chưa. Có thể để trang đầu này là mục lục đi, được chưa. Đấy cho ở dưới một cách anh chọn cái đầu của nó, do anh chọn page break đấy, nó tự nhảy ở dưới, xong anh ấn vào đây là mục lục nhá, anh ghi mục lục. Thì để tạo mục lục ấy rất đơn giản thôi đúng không, tạo mục lục rất đơn giản. Bây giờ em chỉ cần vào gì, đây em sẽ đặt con trỏ vào cái trang mà mình muốn tạo mục lục, ví dụ đây là trang 1 đúng không, đây là trang đầu tiên của anh đặt con trỏ ở chỗ anh muốn tạo mục lục, xong sau đó bước sau là anh vào reference, được chưa, reference giúp anh đấy, vào reference nhá, nếu em muốn tạo cái mục lục thêm vào reference, xong rồi em chọn cái table of content này, được chưa, table of content, xong rồi em chọn kiểu mục lục em muốn đấy. Ok đây, thường người ta chọn cái một này đúng không, em có thể hoàn toàn chọn các cái khác đều được, anh chọn cái một thôi tại vì mình có ba cái heading thôi đúng không. Rồi ok em thấy đây đúng không, content đây là câu 1, câu 2, câu 3, thì đây là cái mục lục của mình, một cái mục lục rất đơn giản như thế đúng không. Đấy em có thể xóa cái này đi nhá, chỉ để đây là mục lục thôi chẳng hạn, hoặc em có thể nhét chữ mục lục vào trong này cũng được, ví dụ như vậy đúng không, hoàn toàn em có thể cài đặt cho nó chữ to hơn đẹp hơn đúng không. Đấy ok, trong trong giữa chẳng hạn, trong bôi đen chẳng hạn. Đấy, đây là mục lục nhá. Câu 1, câu 2, câu 3 anh cũng chọn tất cả, anh cho bôi đen đi. Rồi, cái này thôi, ba cái này thôi. Cho đẹp thôi. Ok chưa? Đấy, rất là ok. Đấy, thì xong rồi. Đây chính là cái mục lục của mình. Và tại sao lại là thành công? Đúng không? Tại sao lại là thành công? Thì nhá, em thấy này, em ấn vào đây đúng không? Em ấn vào đây nó bảo là gì? Ấn Ctrl cộng với cả link, đúng không? Để vào cái link đó, thì đúng không? Giữ Ctrl ấn rồi ấn cái này nó sẽ tự đến chỗ mình muốn tìm. Thì đây các thầy cô kiểm tra là em làm thủ công, em làm tự động kiểu gì thì rất là dễ thôi. Đây tại vì em làm tự động cho nên là mới có chữ này đúng không. Đấy, chứ không làm thủ công nó sẽ không có đâu. Và ấy, khi mà có cái này thì em chỉ cần giữ này, em muốn đến câu 2 chẳng hạn thì em chỉ cần giữ cái Ctrl cho em click vào cái câu 2, nó đã nhảy cho mình sang câu 2. Ok chưa. Đấy tương tự như vậy thì em có thể giữ Ctrl em click vào câu 3, nó sẽ chuyển cho mình đến câu 3. Đấy đây tạo mục nó phải như vậy đúng không? Đấy, giữ vào đây, Ctrl câu 1 chẳng hạn. Nó nhảy cho mình câu 1. Được chưa? Thì tạo mục nó phải như vậy nhá, mới là ok. Đấy chứ không cái khác nó không được đâu. Hiểu đúng không? Xong. Đấy. Mình phải có heading rồi thì mình mới tạo được mục lục đúng không ạ? Đúng rồi. Em phải chọn heading. Tức là nhá, bây giờ ví dụ đi em không có heading đi, ví dụ câu 1 này anh bỏ đi, anh không chọn heading 1 nữa, đúng không? Anh bỏ đi, anh cho thành normal đi chẳng hạn. Xong nhá, thì cái này nó sẽ mất đi cái 1. Là ví dụ bây giờ anh làm lại đúng không? Anh ấn lại vào đây này. Giả sử bây giờ anh ấn reference này, đúng không? Anh ấn cái này, chắc chắn nó sẽ mất đi câu 1, thấy không? Tại vì nó không có heading. Hiểu chưa? Tại vì nó không có heading. Heading của mình ấy, mình tức là ở đây ấy, cái yêu cầu này đang cho mình làm từng bước một. Bước một em phải cho heading nó đã, được chưa? Heading cho các bài 1, bài 2, bài 3 để nó hiểu là gì? Một mục của nó là từng này, đúng không? Mục 1 là bài 1, mục 2 là bài 2, mục 3 là bài 3 để nó có thể tạo mục cho mình được. Hiểu đúng không? Sau này em làm những cái bài cụ thể hơn ấy, nó sẽ có các mục nhỏ ở trong nữa. Ví dụ như là phần 1 là mã, đúng không? Phần 1 là mã khái niệm chẳng hạn. Xong rồi 1.1 chẳng hạn. Đấy là khái niệm, rồi 1.2 là đặc điểm, 1.3 là ý nghĩa gì đấy. Thì em sẽ chọn nó là heading 2, hiểu không? Kiểu các cái này là heading 1 nhá. Ví dụ 1 là mã là heading 1. Xong đến phần gì? 1 nhỏ là heading 2, 2 nhỏ cũng là heading 2. Xong rồi 2 là mã là cũng là heading 1, xong phần 2.2 là heading 2 chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì khi đó nó sẽ tạo cho mình một cái mục lục bao gồm những cái phần như này. Thì đúng không? Những phần như này. Đấy, anh hoàn toàn có thể cho em xem nhá. Đây, cái khóa luận của anh, được không? K từ 23A đúng không? Chắc có đấy. Chắc anh vẫn còn giữ.
Hồi xưa anh làm à? Rồi đâu rồi? Đây rồi, làm con chung. Anh mới làm hồi tháng 6 thôi. Mới. Đây, ví dụ như vậy đây đúng không? Đây sẽ là một cái khóa luận. Sau này ví dụ các em làm sẽ như thế. Thấy chưa? Thấy không? Rất nhiều từ nhá. Và đây là cái mục lục của anh này. Em thấy mục lục không? Rồi lời cam đoan thứ rất là nhiều. Lời cảm ơn này. Nói chung là đến lúc các em làm thì sẽ có cái hướng dẫn thôi. Nhưng đây, đây là cái mục lục anh cũng làm y hệt như vậy. Em thấy không? Được chưa? Những cái này anh phải tách ra, ví dụ nhá, lời cam đoan anh phải để ở heading 1, lời cảm ơn cũng là heading 1, cái này cũng heading 1, cái này cũng heading 1 này. Những cái phần cùng với nhau anh sẽ để ở heading 1. Còn những phần nhỏ hơn thì anh sẽ đặt tên tiếp theo là heading 2, thì đến hết đến heading 1 là mục to, thì đến heading 2 là mục nhỏ. Đúng không? Đấy. Anh có thể cho em xem nhá, với phần lời mở đầu đây, anh control đến đây này. Control nó ấn vào. Đấy, em thấy không? Lời mở đầu của mình này, em có thể đọc ở đây anh chọn cái gì. Đây, heading 1 không? Heading 1 nhá. Đến cái này là heading mấy thì em ấn vào đây nhá, anh ấn vào đây anh cho em xem, ấn vào đây xem heading 2 không đấy thì nó lần lượt, tức là nó sẽ lập cho mình ấy cái phần mục lớn nhất sẽ là heading 1, mục thứ hai sẽ là heading 2, ok chưa, nhỏ hơn ấy sẽ là heading 2 để em có thể dễ dàng để xem được không. Rồi thế nhá, được không? Đấy là về cái là mục lục em, ok chưa, mình cứ làm đầy đủ như vậy, em cứ chọn từng cái nào heading 1, cái nào heading 2, xong sau đó là ok thôi, bình thường thôi, xong luôn. Bây giờ đấy xong em làm ra nó sẽ như này. Còn đây là heading 3. Cái nhỏ hơn nữa là heading 3 đúng không? Đấy, kiểu 2 chấm thì anh sẽ để heading 2, còn 3 chấm thì anh sẽ để heading 3. Và đấy, sau này các em làm một cái bài kiểu cụ thể rất là nhiều như này ấy, thì đấy, cái việc đặt heading rất là quan trọng. Bây giờ. Ok, đấy thì thôi. Được chưa? Vậy là xong cái yêu cầu này rồi nhá. Xong yêu cầu thứ hai, tạo mục lục cho toàn bộ văn bản, ok chưa? Rồi ạ. Tiếp đến là gì? Copy nội dung 3, copy nội dung bài 3, dán sang một trang mới trước trang mục lục, đặt tiêu đề là bài 4. Cái gì vậy? Trước trang mục lục. Trước trang mục lục. À, rồi anh hiểu rồi. Tức là cái này là mục lục ở trang cuối, thì đúng không? Tại vì nó bảo là gì? Trước trang mục lục. Tức là mục lục đang ở trang cuối, xong bây giờ mình đặt trước trang mục lục, em hiểu không? Thì anh hết cái copy nó xuống trang cuối nhá. Đây anh tưởng nó trang đầu. Thôi trang cuối, anh để trang cuối thôi. Nhờ cái này đã quay về heading 1 của anh chưa? Đấy, quay trở lại trả nó cái heading 1 lúc nãy. Ok rồi. Thì đây, kiểu cái câu hỏi tiếp theo này là gì? Để mình cập nhật cái table ấy. Đây, anh sẽ control, được chưa? Anh control x ấy. Em bôi đen cho em bằng control x thì nó sẽ xóa luôn cho mình. Rồi anh sẽ cho cái này quay trở lại footer ban đầu này. Về đi, đúng không? Cái này vẫn là heading 1 nhá. Nó bị xóa nên anh phải đổi lại heading 1. Rồi ok, anh kéo trang cuối. Thấy chưa? Anh kéo trang cuối. Đây, mục lục đúng không? Insert sang bên này đi. Tức ban đầu mục lục nó phải như này nhá. Ban đầu mục lục phải như này. Được không? Xong bây giờ nó bảo là gì? Được copy nội dung bài 3. Được chưa? Copy nội dung câu 3 sang một trang mới và đổi thay tên thành câu mấy? Đổi tên thành câu 4 này. Ừ, đấy. Để nó copy lên đây, đổi tên nó thành câu 4. Được chưa? Tức đây là chỉ kiểu là một cái bài này cũng rất đơn giản thôi. Là anh thấy là cô em đang cho là ứng dụng ấy. Ứng dụng đấy các em lập được cái mục lục thôi chứ còn đâu nội dung cũng chẳng có gì đúng không? Rồi thì đây. Nhưng mà mấy cái này cô đã dạy thao tác đâu mà đã ra bài tập rồi anh. Chắc cô mày tưởng các em tự tìm ạ. Tự biết. Chắc tự biết ạ. Ok đây. Kiểu nói chung lên đại học ấy thì tự học là chính. Chứ anh thấy các thầy cô trên lớp cũng sẽ có số ít thầy cô là dạy kỹ thôi. Còn đa số là kiểu cũng nhanh nhanh ấy, dạy nhanh nhanh ấy. Vì nội dung nó chỉ có từng ý tiết thôi mà, nếu mà không nhanh sẽ bị muộn, bị chậm nhá. Rồi đây, xong nhá, có bị nội dung sáng một trang mới trước trang mục lục đặt tiêu đề là bài 4, ok chưa? Xong rồi đúng không? Rồi ừ, bài 4. Xong bài 4 rồi, à anh xong cái này rồi. Tiếp theo này, đặt tiêu đề heading cho nội dung vừa copy thì anh cũng sẽ cho nó nội dung là heading 1 không? Ừ. Anh cũng sẽ để nó heading 1 nhá. Được chưa? Cái này cũng phải để heading 1 vào cái home này, xong chọn heading 1 cho anh. Được chưa? Chọn heading 1. Đấy xong. Xong bây giờ người ta bảo là gì? Đến cái yêu cầu cuối cùng này này là cập nhật lại mục lục và xem thay đổi. Tức là gì? Cái mục lục của mình ấy, nếu mà mình làm tự động thì nó có thể tự động cập nhật luôn. Thì đúng không? Nó có thể tự động cập nhật. Còn nếu em làm thủ công ấy thì em phải tự gõ lại đúng không? Em phải tự mò lại, ui thì nó trang mấy nhỉ? Để mình gõ lại. Đấy. Thì nhưng mà bây giờ ấy, mình có thể làm tự động luôn. Như kiểu ấy là anh có thể làm luôn cái mục lục như phút ban đầu lúc nãy đúng không? Chỉ có 3 câu thôi. Xong tự nhiên giờ lại có một câu nữa, anh lại thêm một câu nữa rồi. Bây giờ anh muốn cập nhật thì ấn vào đâu? Thì em thấy chữ này không? Ấn vào đây, xong em thấy chữ update table không? Update table.
Em ấn vào đấy. Ok, em sẽ ấn cả hai nhá. Nó là update page number only, tức là nếu em chỉ muốn update lại cái trang thôi. Đúng không? Còn em sẽ ấn cái thứ hai giúp anh để update toàn bộ table đúng không? Update toàn bộ luôn. Ok chưa? Update table content. Em sẽ ấn update toàn bộ giúp anh. Sau đó ok, nó sẽ xuất hiện cho mình thêm câu 4 và số trang mới. Chuẩn chưa? Đấy. Dễ không? Ví dụ anh thêm câu 5 nữa nó sẽ update cho mình được. Mà cách em ấn update ở đây này. Ok chưa? Rất là dễ nhá. Đấy, sau này ví dụ nhá, em sửa nó thành sang khác chẳng hạn, hoặc là em thêm nội dung khác chẳng hạn, thì em sẽ ấn vào cái update table giúp anh. Được chưa? Và nó update toàn bộ nhảy để cho nó làm. Hiểu không? Còn nếu mà bị đổi trang nhá, ví dụ câu 4 này đang là trang 16, nhưng mà giả sử ấy, anh làm câu 3 nó dài hơn đúng không? Gì vậy? Nó sẽ bị nhảy như này. Ok. Đấy, câu 4 đang như này. Xong anh ví dụ anh làm đấy, bây giờ anh quay lại một trang rồi đúng không? Quay lại một trang rồi thì anh update lại, nó sẽ tự nhảy sang trang 15 giúp anh. Hiểu không? Rồi sau anh xóa đi một trang nhá, thì ấn update, anh ấn cái này, ok. Tức là bây giờ anh chỉ muốn update cái số trang thôi, hiểu đúng không? Chứ anh không update cả toàn bộ table nữa. Hoặc em có thể ấn toàn bộ table cũng được, đúng không? Cách nào cũng được. Đấy, nhưng mà chú ý một cái đúng không? Nếu anh chỉ muốn update số trang thì em dần cái đầu tiên. Còn em muốn update cả cái table như kiểu em thêm mục hay giảm mục gì đấy, em dần cái thứ hai. Và đây chắc chắn nó sẽ chuyển đến trang 15 nhá. Được chưa? Đấy, rất đơn giản thôi đúng không? Đấy chỉ là kiểu là ứng dụng cho mình để mình biết cách lập cái table thôi. Này kia ấy. Đấy, ví dụ như cái này chẳng hạn đúng không? Như cái phần 3.2 chẳng hạn, anh quay ra đây nhá, anh xóa cái 3.2 đi chẳng hạn. Đấy, anh xóa một đống cái này đi đi. Xóa cả cái này đi. Được chưa? Xóa hết này đi. Thì chắc chắn là gì? Từ cái phần chương 3 trở về xuống nó sẽ thay đổi hết rồi đúng không? Nó sẽ bị thay đổi rất nhiều thứ. Đúng không? Nó sẽ bị thay đổi rất nhiều thứ nhá. Thì không phải nào anh làm thủ công được là anh dò từng chữ một được. Đấy, cho nên anh sẽ ấn vào đây thôi. Được chưa? Update table. Xong anh sẽ chọn cái gì? Đúng không? Đây này. Update, anh ấy chọn là update tất cả luôn. Thì tí nữa cái phần 3 la mã nó sẽ thay đổi nhá. Đúng không? Cái phần 3 la mã của anh sẽ thay đổi. Chương 3 ấy. Chương 3 ban đầu em thấy có 3.2.1, 3.2.2 các thứ đúng không? Nhưng rồi sau anh đã làm một cái việc là anh xóa đi rồi, cho nên sẽ mất đi và cái trang nó sẽ bị nhảy lên đúng không? Và nó sẽ tự động cập nhật cho mình, rất là dễ. Mà cách là gì? Anh sẽ ấn vào đây nhá. Update table. Được chưa? Xong rồi anh sẽ ấn đây toàn bộ luôn đúng không? Ok. Xong. Đấy, thì nó sẽ làm sao? Cái phần 3 là mai em đã thấy nó bị thay đổi chưa? Cái gì vậy? Sao không thay đổi gì vậy? Anh có bị phần khác à? Ừ, nãy anh xóa cái gì nhỉ? Không phải xóa cái này đúng không? Rồi, đấy, nói chung là thế nhá. Mình sẽ làm như vậy, hiểu không? Đấy. Rồi nhá, sau này này. Sau này có thể là các em làm cái khóa luận hay làm cái gì đấy, người ta thường yêu cầu mình là gì? Đặt số trang, được chưa? Đặt số trang từ trang mở đầu chẳng hạn, được không? Đặt số trang từ trang mở đầu. Đấy, đặt số trang từ trang mở đầu thì em thấy không? Những cái trang này anh không đặt đúng không? Hoặc là anh đặt mấy cái số la mã. Nhưng mà đến trang mở đầu anh mới đặt nó là số 1 hay 3. Thì đúng không? Đấy, ở trang mở đầu anh mới đặt nó là số 1 nhá. Đấy, nếu mà em tự nhiên em ấn cái đặt số trang ấy thì nó sẽ tự động trang đầu tiên auto là số 1. Nhưng làm một số các bước thì nó sẽ nhảy cho mình luôn. Được chưa? Nó nhảy cho mình cái trang mình muốn là số 1, đúng không? Đấy, bằng cách là kiểu rồi mình vào cái insert này, vào cái insert này nó có page number này, được chưa? Insert page number thì cái page number này là cái gì? Là cái đánh số trang, ok không? Đánh số trang. Đấy, đây là đánh số ở đâu thôi, top này hay bottom này, được chưa? Đấy, hay là này đúng không? Top ở trên đầu, cái này ở dưới thì thường anh sẽ lấy cái dưới này đúng không? Đấy, đây là một này. Đấy, nếu mà kiểu bình thường ấy thì đánh số trang trên này nó sẽ là số 1 đầu tiên. Công ty anh sẽ mở lại cái document 1 cho em nhá. Và cách là gì? Anh ấn insert này. Xong giả sử bây giờ có thêm yêu cầu đánh số trang đi. Được chưa? Xong ấn vào đây, anh sẽ cho số trang như này. Thêm thấy là auto nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở trang 1 đúng không? Trang 1 luôn luôn là số 1. Đấy. Nhưng vấn đề là gì? Bây giờ anh muốn là tính số trang từ trang 2 cơ. Thì có làm được không? Đấy, anh muốn tính số trang từ trang 2 cơ. Có làm được không? Đấy, rất là dễ nhá. Để đánh số trang từ trang 2 ấy, thì em sẽ làm như này giúp anh. Đây, anh sẽ đóng cái này đây đã. Xong rồi anh hướng dẫn em luôn cái này nhá. Giả sử có thể bài thực hành sau thì sẽ bắt đấy, bắt làm đấy. Bây giờ nhá, anh muốn tách ra đúng không? Anh muốn tách từ cái trang 2. Được chưa? Đánh số trang từ trang 2 đấy thì em sẽ đặt con trỏ chuột vào nhá. Đặt con trỏ chuột bắt đầu từ chương 2. Ok chưa? Xong em sẽ ấn vào phần là gì? Layout, được chưa? Ấn vào phần layout giúp anh. Xong em thấy chữ break không? Break. Em chọn cái này này, next page luôn. Ok chưa? Next page. Ok không? Next page. Đấy, next page thì nó đã cắt cho mình ra khỏi cái trang nãy rồi.
Xong rồi em sẽ quay lại nhá. Quay lại cái phần insert, em chọn lại ở đây page number giúp anh. Xong mình chọn lại cái này xem nào. Đấy, nó như này đúng không? Bắt đầu đây, đây vẫn là trang gì? Đây vẫn là trang 1, đây vẫn là trang 2 đúng không? Đây vẫn là trang 1, đây vẫn là trang 2. Thì bây giờ nhá, em bỏ chọn cái link previous đi. Bỏ chọn cái link previous đi. Được chưa? Ok, đấy, sau khi mà mình đã ấn nhá, tắt cái link to previous rồi đúng không? Tức là mình sẽ không liên kết với cái bên trên nữa, được chưa? Thì là mình sẽ xóa cái này đi nha. Đấy, mình sẽ xóa cái này đi, được không? Mình sẽ xóa đi, được chưa? Xóa hết đi. Xong sau đó mình ấn close đúng không? Close header and footer. Đó. Xong bây giờ ấy thì mình sẽ vào lại đúng không? Mình sẽ ấn cái trang này nhá, ấn cái trang này tiếp. Mình sẽ vào lại cái phần là insert này đúng không? Insert. Xong sau đó mình sẽ chọn cái phần page number nhá, page number, được chưa? Không, mình chọn cái loại thôi đúng không? Chọn cái loại thôi. Ví dụ như cái này, được không? Đấy, thì nó ra cho mình rồi đúng không? Có thấy rất là dễ thôi đúng không? Đấy, nó bắt đầu tính trang cho mình từ trang số 2 là đây này. 1 2 đấy, 3 được chưa? Rồi 4 này, đúng không? Nó đánh số trang cho mình từ trang đó rồi, hình dung không? Và trang 1 thì sao? Nó không đánh. Các bạn hình dung không? Đấy, đây là cách nhá, mình đánh số trang từ một cái trang bất kỳ, em hình dung không? Rất là ok đúng không? Thế thôi. Đấy, thì nhá, anh sẽ nói lại một chút này. Đầu tiên em muốn đánh số trang từ trang bất kỳ đúng không? Đấy thì em sẽ đầu tiên nhá, em sẽ vào từ cái số trang em muốn đánh. Như nãy anh bảo ấy, ví dụ ở câu 2 này, đúng không? Em muốn đánh số trang từ câu 2 này. Thì em sẽ ấn chuột vào câu 2. Xong sau đó em chọn vào cái gì? Đây, chọn vào cái layout đúng không? Ấn vào break, rồi ấn cái gì? Next page, được chưa? Ấn next page để cho kiểu nó sang trang tiếp theo ấy, hiểu đúng không? Đấy, ấn như thế. Rồi, đấy, ok nhá, ấn next page. Xong sau đó là gì? Mình sẽ vào cái phần insert, được chưa? Mình chọn cái page number, hiểu đúng không? Xong mình chọn cái loại, ví dụ mình muốn trên đầu mình sẽ chọn cái trên, muốn ở dưới mình sẽ chọn cái số 2, đúng không? Đấy, ví dụ như này đi, được chưa? Đấy thì các bạn nhớ này, nếu mà nó có chữ link to previous thì mình phải tắt cái ID, tức là nó không liên kết với trang trước ấy. Đấy, và từ đấy mình chọn thôi đúng không? Thì nó sẽ đánh số cho mình, được chưa? Từ 1, 2 trở đi từ trang này, còn trang trước nó không đánh nữa. Rất là dễ, thế thôi, đúng không? Đấy, vậy thì bài học hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây nhá. Chúng ta thấy đúng không? Hôm nay là anh đã chỉ cho em cái gì? Làm hết được toàn bộ cái bài thực hành số 3 này rồi, đúng không? Đấy, làm được hết toàn bộ bài thực hành số 3. Nội dung nó rất đơn giản thôi đúng không? Chỉ là gì? Tạo cái column này là yêu cầu số 1. Còn yêu cầu số 2 là gì? Tạo bảng tính một số cái hàm đúng không? Và làm một số yêu cầu như là gì? Chuyển bảng thành chữ. Sau yêu cầu thứ 3 là gì? Mình đã chuyển cái chữ thành bảng. Xong đến yêu cầu thứ 4 là mình sẽ tạo mục lục. Anh đã chỉ hết rồi, đúng không? Ngoài ra anh còn bổ sung thêm một cái phần là gì? Đánh số trang nữa đúng không? Đấy, đánh số trang. Và đánh số trang này là gì? Đánh số trang có thể là từ trang bất kỳ, đúng không? Nếu bạn muốn đánh số trang từ trang đầu ấy thì rất là dễ. Các bạn chỉ cần chọn vào cái page number, nó sẽ tự đánh cho chúng ta. Nhưng mà nếu đánh số trang từ trang bất kỳ thì phải làm các bước như nãy mình bảo, đúng không? Nếu mà muốn đánh từ trang bất kỳ thì các bạn phải chọn vào như nãy mình bảo. Ok chưa? Xong nhá. Đấy, vậy là xong hết cái bài thực hành này rồi. Rất đơn giản thôi. Thì hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Ok, bye bye mọi người nhá. Bye bye.